Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ năm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay gồm có 3 đài: đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn. Bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1 1 like, 1 đăng ký để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh Vlog 1 của mình nhé các bạn nhé.